Ôi, lần sau thì có vào tôi lắm. Miền Trời Trung, miền Trung, miền ơi, Trung. được rồi, chịu được. Mạnh miền Trung nha. Mạnh. Đó thì qua các bạn. Cuối sau cũng phải thuyết trình trước đi. Nội dung đó là phần miền Nam. Đúng rồi. Đúng rồi, phải thuyết trình trước là có vẻ. Sao phải thuyết trình trước phải hơn. Quay miền Nam nha. Trời ơi. Cường nè. Cường nè. Ôi, chúc mừng quân nha. Tân đã quay được vào ôn nội dung. Ok. Chúng ta có tận 5 slide, à 5 slot. Slide à? Slot thứ nhất là phần giới thiệu và miền Bắc. Trong mình phỏng vấn các bạn còn lại là sau khi đã quay xong. Sau khi đã quay xong. Từ đi. Các bạn nội dung miền. À, sau khi đã quay xong các bạn nội dung ấy, thì các bạn còn lại cảm nghĩ thế nào? Các bạn cần rồi nào, slot đầu tiên làm slide. Dường như là con tim ngừng thở rồi. Chúc mừng. Có kỳ đó. Được rồi. Chúc mừng Trần Ngọc Minh Đức nha. Trời ơi. Hôm nay tưởng Phúc Đức rồi. Bây giờ cho Đức rồi. Chúc mừng Trần Ngọc Minh Đức với slot con giới thiệu cả miền Bắc. Tiếp theo là miền Trung. Còn hẳn 4 người đúng không ạ? Huy. Huy với lại Huy đang ở đây. Huy với lại Thành quên bỏ Huy với Thành rồi mà. Không, Huy với Thành không quay. Huy với Thành mà không quay là coi như là còn sót lại cái chương trình ấy. Ừ, phải chọn chứ, phải chọn công việc trước chứ. Ờ vậy hai ông phải chọn cái gì? Hai ông xong quay phải chọn trước chứ. Tôi chọn giới thiệu rồi. Tôi bỏ phần giới thiệu của tôi rồi. Thì rồi. Bây giờ Thành còn miền Nam với cả cái phần tổng hợp ấy, Thành làm phần nào? Chọn luôn đi, bây giờ chọn luôn đi. Có thể chọn thuyết trình đấy. Thuyết trình đấy, đúng rồi, có thể. Ừ, mà tôi nghĩ là ông Thành làm tổng nội dung tổng thì nó hợp lý hơn đấy. Tại ông Thành không còn biết báo cáo gì nữa mà, thì ông làm tổng luôn đấy. Đúng không? Ờ, Thành làm tổng với Thành slide tổng. Thế thì Thành làm slide tổng. Thế vậy chúng ta còn hai slot nữa, đó là hai slot. Một slot miền Nam và một slot tổng với Thành nhá. Slot tổng làm cùng Thành hả? Đúng rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm cùng Thành tổng. Chúng ta chỉ còn hai slot duy nhất. Slot đầu tiên. Quả chung thuyết trình đâu? Hai cơ mà. Hai một tận hai người cơ mà. Mà nó không phải hai người làm thế nào? Tận hai người cơ mà chẳng lẽ lại không bằng mình, chẳng lẽ lại. Nhưng mà từ Thanh Hoàng chứ không phải nói một mình, nếu đâu Thanh Hoàng không phải nói thì lúc đấy chúng ta quay lại. À thì lúc đấy nhá. Ừ thì lúc đấy thì một người làm slide tổng này sẽ bị đẩy lên trên làm thuyết trình ở đây. Ôi ở thuyết trình hả? Thì chỉ có một chỉ có Thành làm slide tổng thôi, đúng không? Trong trường hợp Thanh Hoàng không có như vậy là chúng ta có một slot chắc chắn là dành cho Việt Nam. À, slot này là slot chắc chắn, còn slot kia là không chắc chắn lắm. Đây sẽ là slot dành cho một người cơ mà, tận một người cơ mà, chẳng lẽ có lại không bằng mình, tận một người cơ mà. Thì chúc mừng. Ờ đấy, một kìa. Tôi chết rồi. Anh Hoàng. Ôi trời ơi, không nhầm đôi vàng này, nhầm đôi. Bây giờ ta còn một slot duy nhất. Nó hiểu. Còn bao bộ lại hiểu. Không hiểu. Không phải quay nữa. Ôi không hiểu. Chấp nhận số phận rồi. Chúc mừng Cường kìa. Kìa, Cường. Thôi xong rồi. Cường đấy là Cường. Như vậy là Cường nha, Đúc nha, Đúc nha và Hoàng Trung. Mình sẽ chọn phần này. Thì bây giờ mọi người chọn đi. Miền nào?